Tần Thủy Hoàng là một người bị ám ảnh bởi cái chết. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao ngay từ khi lên ngôi năm 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh lựa chọn địa điểm và bắt đầu xây dựng lăng mộ của mình. Ông thậm chí còn cho xây dựng cả một thế giới thu nhỏ trong lăng để khi chết đi vẫn có thể duy trì quyền lực ở một thế giới khác. Một vị vua nổi danh là Bạo Chúa, giết người không ghê tay. Cũng là một vị vua hoang tưởng với giấc mơ bất tử. Ông từng trở nên điên khùng bởi bất kỳ một chất kỳ dị nào nhằm duy trì sự bất tử để vĩnh viễn trị vì trên ngôi báu. Ông sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng giết người thân cận để đảm bảo bí mật, ám sát hoàng thân, thiêu đốt quân dân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Trong những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ chết, tuyệt vọng tìm kiếm thuốc trường sinh được cho là sẽ giúp ông sống và an vị mãi mãi. Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng cũng không ngừng tăng thuế và nô dịch, cho xây vạn lý trường thành, cung điện Lăng Tẩm, tăng cường phòng thủ biên giới. Để xây dựng cung A Phòng và Lăng Ly Sơn, Tần Thủy Hoàng đã huy động hơn 700 triệu lượt nhân công hao tiền tốn của bị muôn dân phản đối. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Năm 209 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đi vi hành, mang theo con trai và các cận thần đi cùng. Tháng 7 năm đó trên đường hồi cung, đoàn vi hành băng qua sa mạc. Do thể trạng yếu không chịu được nắng nóng, Tần Thủy Hoàng lâm trọng bệnh. Tuy nhiên đây có phải là lý do khiến vị vua này qua đời hay không? Mặc dù không có tư liệu lịch sử cụ thể, nhưng một số nhà khoa học, một số nhà sử học đã tìm ra những manh mối đáng kể. Theo nhiều tư liệu còn lại, các nhà sử học tin rằng Tần Thủy Hoàng mắc nhiều loại bệnh và điều đó cũng góp phần khiến vị hoàng đế này băng hà nhanh hơn, khiến vị hoàng đế này đoạn thọ hay thậm chí ông đã bị ám sát. Đó là giả thiết đầu tiên cho cái chết của Tần Thủy Hoàng. Vì sao Tần Thủy Hoàng chết? Phải chăng ông đã bị ám sát? Một trong những vụ ám sát nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc liên quan đến Tần Thủy Hoàng. Và thích khách nổi tiếng thực hiện phi vụ này đó là Kinh Kha, người đã liều lĩnh ám sát Tần Thủy Hoàng, để rồi Kinh Kha phải nhận một kết cục bi đát. Mặc dù không thành công, nhưng vụ ám sát Tần Thủy Hoàng của Kinh Kha vẫn là một trong những sự kiện nổi tiếng bậc nhất, được đưa vào những điển tích, điển cố, đưa vào sách vở và lên cả phim ảnh. Nhưng nhiều học giả thì nghi ngờ Tần Thủy Hoàng bị một người thân cận hơn ám sát. Và đối tượng nghi vấn nhiều nhất là Thái giám Triệu Cao, người mà Tần Thủy Hoàng luôn mang theo bên người. Cha mẹ Triệu Cao bị bắt trong cuộc chiến thống nhất Trung Nguyên của nhà Tần. Sau đó cha ông ta bị hành hình, mẹ ông ta bị bắt làm nô tì. Tần Thủy Hoàng thấy Triệu Cao thân thể khỏe mạnh, am hiểu luật lệ, liền cất nhắc làm tổng quản, chuyên quản kiệu xe và con dấu giấy mực ở trong cung. Tần Thủy Hoàng còn lệnh Triệu Cao dạy luật cho Hồ Hợi, con trai thứ 18 của Tần Thủy Hoàng. Chuyến vi hành của Tần Thủy Hoàng chắc chắn là không thể thiếu Triệu Cao. Tần Thủy Hoàng vi hành còn mang theo Thượng Khanh Mông Dự. Mông Dự là em ruột, lại thân thiết với vua. Nhưng khi vua lâm trọng bệnh, Mông Dự lại bị điều đi. Các nhà sử học cho rằng Triệu Cao đã tìm cách điều Mông Dự đi nhằm loại bớt cận thần quanh vua để dễ bề mưu sát. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Triệu Cao thuyết phục Hồ Hợi uy hiếp Tả thừa tướng Lý Tư làm giả di chúc, đưa Hồ Hợi lên ngôi. Đồng thời những kẻ này còn mượn danh vua chỉ trích những người khác. Từ những biểu hiện và hành động sau khi vua băng hà của Triệu Cao, các học giả có ý để nghi ngờ Triệu Cao là người ám sát Tần Thủy Hoàng. Giả thuyết thứ hai, nó liên quan đến những ghi chép về ngoại hình của Tần Thủy Hoàng và những mô tả về ông. Trong đó có đoạn vua Tần là người có giọng nói như chim, ghi chép này của Ngụy Liệu Tử. Trong đoạn này, manh mối chính là giọng nói như chim. Theo những nhà khoa học hiện đại thì đây là một bệnh do thiếu chất dinh dưỡng, ví dụ như là phốt pho, canxi và vitamin. Đặc trưng của dị tật này là xương ức và các xương sườn nhô ra phía trước. Lý giải cho căn bệnh này, các chuyên gia cho rằng có thể nguyên nhân là do tuổi thơ khốn khó của ông. Vị vua Tần lừng lẫy thực ra đã trải qua những năm tháng loạn lạc từ khi còn nhỏ. Ông và mẹ của mình phải lang bạt nhiều nơi, ăn bữa hôm nay chưa biết ngày mai. Trong suốt những ngày còn nhỏ, Tần Thủy Hoàng không chỉ thiếu ăn, thiếu mặc mà còn thường xuyên bị đe dọa và chế giễu. Do chế độ ăn không đủ dinh dưỡng nên khi lớn lên, ông đã mắc bệnh ngực ức gà. Trong y học, căn bệnh này thường đi kèm với viêm phế quản, vì vậy khả năng Tần Thủy Hoàng bị viêm phế quản là rất lớn. Giả thuyết thứ ba, Tần Thủy Hoàng qua đời vì làm việc quá sức. Theo ghi chép của sử ký thì mọi việc trên đời, dù lớn hay nhỏ, từ trên xuống dưới đều qua tay vua Tần xử lý. Vì vậy Tần Thủy Hoàng thường xuyên thức đêm để xử lý công việc. Một tư liệu khác cho biết,
Các văn bản chính thức cần duyệt mỗi ngày có đến hơn 300.000 ký tự. Do đó, cường độ làm việc của Tần Thủy Hoàng có thể được mô tả là vô cùng đồ sộ. Hơn nữa, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ông còn tiến hành 5 chuyến du ngoạn quy mô lớn. Dấu chân của ông đã đặt đến hầu khắp các ngõ ngách của Trung Quốc. Khối lượng công việc lớn cộng với những chuyến đi dài ngày khiến ông mắc cao huyết áp, xơ cứng động mạch và nhiều bệnh khác. Và giả thiết cuối cùng, một giả thiết được nhiều người đồng tình, đó là Tần Thủy Hoàng chết do nhiễm độc thuốc trường sinh, hay là cách khác, Tần Thủy Hoàng chết vì ông muốn bất tử. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ông đã tìm kiếm loại thuốc trường sinh bất tử. Theo các ghi chép lịch sử, ông đã chi không ít tiền bạc và công sức để tìm người chế ra loại thuốc này. Đáng tiếc, ông đã bị lừa gạt. Mà đúng hơn, ông đã đặt niềm tin nhầm chỗ, bởi làm gì có thuốc trường sinh bất tử. Loại thuốc mà Tần Thủy Hoàng uống thực chất là chứa một lượng lớn thủy ngân. Ngoài thủy ngân, nó còn có những kim loại nặng khác. Có thể thấy việc sử dụng tiên dược lâu dài đã ngấm ngầm giết chết vị vua này. Vào thời phong kiến ở Trung Quốc, vô số hoàng đế đột ngột qua đời sau khi sử dụng tiên dược. Ví dụ như là Đường Mục Tông băng hà tuổi 30 khi ông uống thuốc trường sinh và thành nhà Đường. Nguyên nhân là vì mất máu quá nhiều. Hoàng đế Ung Chính qua đời ở tuổi 58 khi thử một loại tiên dược. Tóm lại, theo các học giả, nguyên nhân gây ra cái chết của Tần Thủy Hoàng bao gồm bị bệnh viêm phế quản, làm việc quá sức, thói quen uống thuốc trường sinh trong một thời gian dài và một giả thiết liên quan đến việc ông bị ám sát bởi Triệu Cao. Vậy sau khi Tần Thủy Hoàng chết thì con cháu của ông đã đi về đâu? Tần Thủy Hoàng tên thật là Doanh Chính. Họ Doanh là một họ lớn thời cổ đại, nhưng bây giờ ở Trung Quốc thì không còn là một họ lớn nữa. Vậy con cháu của ông đang ở đâu và vì sao ít người mang họ Doanh như vậy? Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Tần Thủy Hoàng có tổng cộng 33 người con, trong đó có 20 người con trai và 13 người con gái. Mẹ của những người này không được lịch sử đề cập. Bản thân Tần Thủy Hoàng cũng không lập hoàng hậu và không có tài liệu lịch sử nào ghi chép vị hoàng đế này đặc biệt sủng ái ai. Hai người con trai nổi tiếng nhất liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của nhà Tần sau khi Tần Thủy Hoàng chết là Phù Tô, con trai cả, và Hồ Hợi, người con trai thứ 18, có thuyết nói là người con trai út. Nhiều nhà sử học Trung Quốc cho rằng, sau khi nước Tần bị diệt, Sở và Hán thay nhau lên nắm quyền, con cháu của Tần Thủy Hoàng dù còn sót lại cũng không dám xưng họ Doanh. Nhà Hán do Lưu Bang sáng lập tồn tại hơn 400 năm, họ Doanh vì thế ngày càng mai một. Mặt khác, Tần Thủy Hoàng khét tiếng trong lịch sử là vị hoàng đế bạo ngược, bị người dân căm ghét. Nếu hậu thế của ông có lưu lạc trong nhân gian, dù có biết về nguồn cội cũng không dám xưng là họ Doanh nữa. Thế nhưng giả thuyết này không hề có bằng chứng lịch sử chứng minh. Một vài chuyên gia thì cho rằng hậu nhân của Tần Thủy Hoàng đã được lưu truyền cho đến nay và phát triển thành những họ khác bao gồm Tần, Doanh, Ngân, Dần. Ở trong Bách Gia Tính, tổng hợp toàn bộ họ của người Trung Quốc, chúng ta có thể thấy bốn họ này có quy mô cực nhỏ nhưng đều có âm đọc gần giống nhau. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện lý giải về nguyên nhân cái chết của Tần Thủy Hoàng. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.